hết Bình Dương Xin chào tất cả bà con cô bác quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15 hết Bình Dương ha và trong video buổi tối ngày hôm nay thì 15 hết Bình Dương sẽ có hai cái thông tin rất là mới à, từ chị Ba Bình tinh nè cũng như là chị Hồng Loan luôn đó tin từ Úc Châu ha thì cách đây là 23 phút trước chị Ba Bình tinh đã có một cái bài viết khá là vui rất là vui luôn nha À chắc có lẽ tin này vui bù lại cho cái tin buồn à thời à, chiều 15S Bình Dương không báo nha. Đó. À, thì à, có rất là nhiều bà con cô bác nói à có ai mất đâu mà nói là tin buồn. À thì à, như các cô chú anh chị biết à với cái thời à, gọi là thời hiện đại bây giờ đó, cái chiếc điện thoại nó rất là à, gọi là quan trọng như bà con, quan trọng. À mình không nói về cái giá trị À, cái giá trị của chiếc điện thoại đó nhưng mà mình nói về cái tầm quan trọng khi mà nó chứa những cái à, gọi là cái ví dụ như hình ảnh ha tài sản là tất cả những cái tài sản ở trong đó rất là nhiều thứ chứ không phải đơn giản là cái điện thoại để chúng ta nghe gọi à, như bình thường như ngày xưa mà bây giờ nó còn chứa rất là nhiều thứ ví dụ như tài khoản ngân hàng nè rồi những cái hình ảnh nè nói chung là nó có rất là nhiều thứ ở trong đó đó mà đặc biệt chị ba bình tinh là một nghệ sĩ nữa cho nên khi mà mất điện thoại thì dĩ nhiên cái điều đầu tiên chúng ta phải nói rất là lo lắng và rất là buồn rồi nếu mà không tìm lại được đó là một cái tổn thất rất là lớn cho bà con cho nên đây là một cái tin buồn thì 15 lăm hết bình dương nói đây là tin buồn là đúng rồi bà con chứ là phải à, à, tin buồn là người à, nhà chúng ta là có người mất à, À, so heo 15S thì đây là một cái tin rất là buồn, thật sự luôn Tại vì một cái chiếc điện thoại à, của chị Ba Bình Tinh thì dĩ nhiên à, trong đó sẽ chứa rất là nhiều thứ Như 15S nó hồi nãy ha Rồi, à, và cái tin này là tin vui từ chị Ba Bình Tinh nha Thì à, chị Ba đăng như thế này Đang mệt, Ba phát lương, cái khỏe liền, kha kha Và bên dưới thì như các cô chú anh chị thấy, chị Ba cầm một sắp Một sắp tiền út luôn à, một sắp tiền úc luôn wow hình như là chỉ 100 đô không á hơi bị dày đó bà con không đây là rất là giá trị ha chắc có lẽ là là à, cô cô mỹ bồ xô à, phát lương cho nên chị nói là đang mệt ba phát lương đó à, thì bây giờ để 15 hết bình dương đọc một số comment của khán giả xem như thế nào à chị bắp may cha thì nói ai phát <laughs> à, thì chị ba bình tinh nói là dạ Dạ chị Mai Ca Phát Đồ bất hiếu Nó nói chuyện với chị nó Như con nó <laughs> Rất là dễ thương Khán giả ngân ngân thì nói Mà nhiều quá hay út cho con xin một tờ nha Khán giả Mai Văn Cường thì nói Nói như miền Bắc Câu từ là lúa Về đầy chum Khán giả uh, Thiên Nhung thì nói Quá đã à, Chị yêu ơi À, khán giả trần hồng phúc này nói cho em trai xin vía giới à kha kha khán giả trần ngọc lan thì uh, ui đã chúc mừng bé và gia đình khán giả quỳnh thọ thì nói trân quý tấm lòng yêu thương của anh hai chị ba đối với móm khán giả kim quanh thì nói bình tinh ca hay diễn giỏi rất là xứng đáng khán giả uh, cà rốt thân thì nói ui đã đã chúc mừng bé nha show có điều điều nhà bé yêu đó thì đây cũng là một cái tin à, giống như là tin vui để bù đắp lại cái tin buồn mà chị ni, à, vô tình gọi là tiết lộ thôi chứ thật sự thì hình như là chị Ba bình tin không có nói ở trên livestream và cũng không có chia sẻ trên à, phở bò cho nên đó, à, nếu mà ai có xem cái đoạn video của chị chị ni á thì chúng ta mới biết được cái tin buồn từ chị Ba thôi thật sự là như vậy luôn à, chị Ba hình như là không có muốn không có muốn cho mọi người biết nhưng mà thật sự đây là cái tin khá là buồn ha à, thì à, buổi chiều tối nay thì chị ba nhận được lương vậy thì phải nói quá là tuyệt vời rồi tiếp theo một cái tin từ à, à, chị hồng loan chị mớm của chúng ta nha đó à, cách đây là một giờ trước thì à, chị mớm nói là qua úc hội tụ người thân hì hì à, chị chồng của mớm tại Adelaide. vui quá cùng với là tony Phan. tony Phan đó chính là anh hải nha bà con chồng chị hồng loan thì um, bên dưới chị hồng loan có để lại uh, những cái bức ảnh chụp chung uh, cùng với là gia đình uh, gia đình của chị chồng đó thì uh, trong ảnh thì có um, uh, chị ni nè hồng loan nè anh sang đó và một số những người thân trong gia đình uh, tổng cộng là bốn tấm hình ha phải nói rất là vui À, để xem à, khán giả sẽ bình luận như thế nào à, ở đây thì anh sang có bình luận nãy ngồi tâm sự chị chồng mớm nói cái mớm nó khóc luôn hút lúc chú năm bệnh mớm ăn chay một tháng cầu mong à, chú khỏe à, dung dung giỏ thì đã vào ha à, tặng cho ngay một cái trái tim to thiệt là to À, khán giả tên là Hồng Nguyên Châu thì nói chúc Hồng Loan thành công à, trên mọi lĩnh vực. Cảm ơn tim yêu thương luôn đồng hành cùng Hồng Loan. Chúc mừng đại gia đình chuyến lưu diễn luôn thành công. À, khán giả Bích Bùi thì nói chúc mừng Mớm và Ni, tất cả mọi người trong đoàn luôn vui vẻ nha. Cộng đồng mạng luôn bên à, ủng hộ gia đình của Mớm mọi lúc mọi nơi. Khán giả Hằng Vũ thì chúc mừng Mớm luôn tỏ sáng nha. Khán giả Bobin thì nói Kêu sáng 2 giờ sáng, trả cánh tay, theo lời hứa đi, quân tử, nói không, nuốt lời. À, hiện tại thì không biết là vị khán giả này bình luận cái mục đích là gì nữa. Nhưng mà để coi coi, có sáu bình luận của khán giả. À, khán giả Mimi thì nói à, Mờ đang bị dại hả? Nó chưa chích thuốc ngừa, hồng cảm chưa đi bạn ơi. Có lẽ như là khán giả này bình luận... À, lộn bài viết của ai đó. À, khán giả Hoa Nguyễn thì nói, mớm vui, cô bác vui lây. À, khán giả Hương Võ thì nói, Hồng Loan, Ni đi tới đâu khán giả hâm mộ quá trời. Còn con dê, người ta hâm đục. <laughs> khán giả Quỳnh Kiều thì nói, thấy mớm hạnh phúc dày, vừa cái bụng tôi ghê. Tự nhiên bả vui cái mình, vui lây hà, quá địch luôn. Khán giả Ngọc Dân thì chia sẻ, chúc mừng À, cô chúc mừng bé mớm Võ Thị Hồng Loan đã có chuyến lưu diễn thành công ở Úc Châu và gặp gia đình à, Tony Phan, chị cháu Hải. Nghe chị Tony nói thương quá Loan ơi. Ba Vũ Linh che chở gia đình con suốt cuộc đời, giữ gìn sức khỏe. Còn đêm ca ở à, Mê Bâu thành công rực rỡ nhé bé mớm yêu quý. Khá là tuyệt vời. Những cái lời chúc rất là chân thành từ... À, khán giả ha khán giả Linh Vương thì chia sẻ em Hồng Loan là đứa con hiếu thảo à, làm không cần nói cho ai biết lương tâm mình làm đúng trời Phật tổ tiên ông bà chứng minh là đủ chứ nói cho nhiều mà không làm được mới nhục dưới chính mình và gia đình và xã hội à, thương em mớm chúc mừng em càng ngày càng tỏ sáng em nhé Hồng Loan à, khán giả Ori Trần thì uh, nói hình chụp mờ quá con ơi có lẽ như là uh, chị Hồng Loan quên lau cái cam uh, trước khi chụp ha cho nên khi mà cái 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 cam điện thoại của chúng ta mà um, nó bị dính cái dấu ngón tay á thì nó sẽ hơi mờ hoặc là chúng ta uh, bỏ trong túi quần hay đâu đó mà nó bị dính bụi ở bên ngoài mà chúng ta không lau chụp thì nó sẽ hơi mờ mờ ha các bạn như là nếu mà chị Hồng Loan xem được cái tin này thì uh, sẽ rút kinh nghiệm lần sau sẽ chụp đẹp hơn cho bà con cô bác xem. Khán giả Phun Vũ Linh thì chia sẻ, em yên tâm, anh và cô dì chú bác anh chị cộng đồng mạng mãi yêu thương, bảo vệ em và Ni. Khán giả Hoa Trần thì nói như thế này, mớm chị không có thời gian để gặp mớm và Ni ở Adelaide, tiếc quá. đây à, ốp của chị là thứ ba, mớm và Ni còn ở Adelaide không em? À, khán giả Công Nguyễn thì nói, Hồng Long bây giờ khác xưa nhiều nha, hãy sống thật với gì mình đã có. đó thì trong buổi tối ngày hôm nay thì 15S Bình Dương cũng đã cập nhật cho bà con cô bác hai cái tin khá là vui. phải nói tin khá là vui từ chị Ba Bình Tinh cũng như là chị Hồng Loan. đối với chị Ba Bình Tinh thì chị cũng đã nhận được lương rồi. đó thì đây là một cái tin vui ha có lẽ là chị Ba Bình Tinh sẽ nhiều khi là mua một cái chuyện đó một chiếc điện thoại mới. À, rồi đối với chị Hồng Loan thì đã được gặp với à, chị chị chồng phải nói rất là tuyệt vời ha về chị chồng à, thì đây là một trong những cái khoảnh khắc à, ấm áp khi mà chị Hồng Loan qua bên úc ha và được gặp gỡ gia đình rồi thì đến đây 15m Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này cảm ơn tất cả bà con cô bác với cô chú anh chị rất là nhiều bà con xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ 15m Bình Dương nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.